Nguyễn Thị Ánh Viên vừa giành giải nhất tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực thể dục thể thao năm 2023. Nguyễn Thị Ánh Viên vừa công bố thông tin cô giành giải nhất đề tài nghiên cứu khoa học về bơi lội trong Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực thể dục thể thao năm 2023. Cô nàng sinh năm 1996 thành công với đề tài nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú khi tập luyện môn bơi lội cho trẻ em 8 đến 10 tuổi tại câu lạc bộ bơi lội Ánh Viên. Tôi may mắn đạt được giải nhất, Ánh Viên rất vui và rất muốn chia sẻ niềm vui này cùng mọi người. Xin cảm ơn quý ban giám khảo, các thầy cô, đặc biệt là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo em ở đề tài lần này. Tôi sẽ cố gắng đưa những nghiên cứu của mình vào Ánh Viên Swim Club để phát triển hơn nữa. Mong rằng trên chặng đường sắp tới, Ánh Viên vẫn sẽ có mọi người bên cạnh ủng hộ, động viên. Đầu tháng 10 năm 2021, Ánh Viên gửi đơn xin không tham gia vào đội tuyển bơi Việt Nam sau nhiều năm gắn bó. Lý do Kình Ngư 25 tuổi đưa ra là cô đã bước qua giai đoạn đỉnh cao và muốn dành thời gian để chăm lo cho bản thân. Cô dành thời gian nghỉ ngơi và mở một câu lạc bộ bơi lội mang tên mình. Nguyễn Thị Ánh Viên từng giành được 25 huy chương vàng SEA Games. Sau khi trải qua những áp lực nặng nề từ việc sa sút thành tích, phong độ, niềm tự hào của bơi lội nước nhà quyết định khép lại giấc mơ cống hiến cho thể thao nước nhà. Việc Ánh Viên lựa chọn gác lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở tuổi 26 để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ thể thao nói chung và bơi lội nói riêng. Dù mới lấn sân sang nền tảng TikTok nhưng Ánh Viên nhanh chóng cho thấy sức ảnh hưởng của mình với những video liên tục xuất hiện trên top thịnh hành. Các video được Ánh Viên đăng tải tập trung chia sẻ nội dung kiến thức bơi lội như các kỹ thuật bơi, kỹ thuật nổi. Cô thu hút được sự chú ý từ cộng đồng mạng nhờ kiến thức chuyên sâu, cách chia sẻ gần gũi của mình.